Đây, lại mì gõ. Giò, bún giò, ngon ghê. Bún giò, hủ tiếu, khô. Bún giò, ngon tuyệt vời, mì khô. Đây, xả. Khô. Móng giò. Xin cùng chào đón sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2022 Miss Việt Nam 2022 Phương Thị Thanh Thủy. Thưa quý vị, lần đầu tranh đã tuyên bố nó có thể được vẽ ở thị trấn Lecco đẹp như tranh, nằm bên hồ Como ở vùng Lombardia, phía bắc Italy. Để xác nhận giả thuyết của mình, bà Picciarusso đã đích thân tới thăm Lecco và lần theo dấu chân của Da Vinci. Là một nhà địa chất, bà khẳng định những ngọn núi đá vôi ở Lecco rất giống với tảng đá màu trắng xám được mô tả trong bức tranh. Khi tôi đến Lecco, tôi nhận ra đây chính là nơi Da Vinci đã vẽ bức Mona Lisa, bởi đằng sau bức tranh, chúng ta có thể thấy một phần của sông Adda và một hồ nước khác phía sau đó nữa, được thể hiện hoàn hảo bên dưới những ngọn núi hình răng cưa. Một số chuyên gia trong ngành đánh giá cao phát hiện của bà Picciarusso, nhấn mạnh nghiên cứu này có thể đem đến sự đột phá trong lịch sử nghệ thuật. Giới khoa học và nghệ thuật đã thảo luận và tranh cãi trong hơn 500 năm qua về bối cảnh của bức họa Mona Lisa, liệu rằng khung cảnh đó chỉ là tưởng tượng hay được vẽ ở một địa điểm cụ thể ở Italy, quê hương của Da Vinci. Tuy nhiên, bà Anne Picciarusso, nhà địa chất học kiêm sử gia nghệ thuật thời Phục Hưng, sau khi phân tích kỹ bức tranh đã tuyên bố nó có thể được vẽ ở thị trấn Lecco đẹp như tranh, nằm bên hồ Como ở vùng Lombardia, phía bắc Italy. Để xác nhận giả thuyết của mình, bà Picciarusso đã đích thân tới thăm Lecco và lần theo dấu chân của Da Vinci. Là một nhà địa chất, bà khẳng định những ngọn núi đá vôi ở Lecco rất giống với tảng đá màu trắng xám được mô tả trong bức tranh. Khi tôi đến Lecco, tôi nhận ra đây chính là nơi Da Vinci đã vẽ bức Mona Lisa. Bởi đằng sau bức tranh, chúng ta có thể thấy một phần của sông Adda và một hồ nước khác phía sau đó nữa, được thể hiện hoàn hảo bên dưới những ngọn núi hình răng cưa. Một số chuyên gia trong ngành đánh giá cao phát hiện của bà Picciarusso, nhấn mạnh nghiên cứu này có thể đem đến sự đột phá trong lịch sử nghệ thuật. Đây là đầu và hồ sông biển review cho các bạn xem ha.
lên đây là cá hồi các bạn, rất ngon. Và rau này kia nữa, có những món như wasabi, sashimi. Nước lẩu thì có lẩu Thái, lẩu kim chi Hàn Quốc, lẩu Nhật Bản và lẩu thập cẩm. Và còn rất là nhiều món khác nữa các bạn. Đây, hôm nay Hồ Sông Biển sẽ giới thiệu tới các bạn là những món của Hồ Sông Biển ở Băng Chiền Nước nha. Đây là cơm cuộn sushi nè, nấm nè, ong cải nè, tôm nè, xúc xích nè, cá chả Nhật nè, đó. Tất cả còn rất là nhiều món, sườn nè. Đây, đây là sườn, cá hồi, mực, bạch tuộc. Rất là nhiều món còn lại các bạn. Đây là đầu và Hồ Sông Biển review cho các bạn xem ha. Đầu ăn khi để lên đây là cá hồi các bạn, rất ngon. Và rau này kia nữa, có những món như wasabi, sashimi. Nước lẩu thì có lẩu Thái, lẩu kim chi Hàn Quốc, lẩu Nhật Bản và lẩu thập cẩm. Và còn rất là nhiều món khác nữa các bạn. Oh, my God.